Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc New Glow C, sở hữu một làn da trắng hồng. Rạng rỡ chính là ước mơ và khao khát của mọi chị em phụ nữ, thế nhưng khi sang tuổi 25 thì sự lão hóa bắt đầu xuất hiện và gây nên những vết chân chim. Tàn nhang trên da ảnh hưởng đến nhan sắc chị em, có một giải pháp tốt để ngăn ngừa lão hóa và dưỡng da hiệu quả đó là sử dụng sản phẩm viên sủi trắng da New Glow C. Vậy sản phẩm này có hiệu quả như thế nào? Hãy cùng đọc bài viết sau của blog trị bệnh để có cái nhìn toàn diện nhất về sản phẩm. New Glow C là sản phẩm gì? Viên sủi New Glow C là một sản phẩm viên uống dưỡng da của hàng dược phẩm Relief Healthcare Ltd. Anh, sản phẩm được sản xuất với mục đích hỗ trợ cho phụ nữ có làn da tốt hơn, giảm thâm nám và sẹo. Trả lại cho người dùng một làn da căng đầy sức sống, sản phẩm được bào chế dạng viên sủi tiện dụng. Dễ dàng sử dụng với những thành phần rất tốt với làn da như L-glutathione và vitamin C, sản phẩm được Bộ Y tế kiểm nghiệm kỹ lưỡng và được phân phối tại Việt Nam bởi công ty AELIV Healthcare. Thành phần của New Glow C có tác dụng gì? Sản phẩm có những tác dụng tuyệt vời với làn da là từ những thành phần dưới đây. L-glutathione, đây là một tripeptide được tổng hợp từ 3 loại axit amin, cysteine, glycine và glutamic. L-glutathione coi là một thành phần phải có trong quá trình hình thành nên các tế bào của cơ thể. Với sản phẩm New Glow C này, L-glutathione có tác dụng chống lại sự lão hóa của da nhờ tính chất chống oxy hóa và ngăn ngừa hình thành các gốc tự do trong cơ thể. Ngăn chặn sự hình thành hắc tố melanin do tuổi tác giúp da sáng mịn, không có vết thâm da, sạm da nhờ tăng cường sự trao đổi chất và ức chế sự hoạt động của enzyme tyrosinase gây tiết melanin. L-glutathione giúp hạn chế hình thành các vết chân chim trên da, các nếp nhăn và cung cấp đủ độ ẩm cho da. Duy trì da trắng đẹp như tuổi đôi mươi, trong sản phẩm chứa L-glutathione và vitamin C quý giá với làn da. Vitamin C là chất chống oxy hóa hiệu quả ở da, ngăn hắc tố melanin xuất hiện nhờ tác dụng làm giảm nồng độ enzyme tyrosinase. Vitamin C giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, có tác dụng kháng viêm, ngăn ngừa mụn xuất hiện và trị thâm mụn hiệu quả. Bên cạnh đó, vitamin C cũng giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các tác nhân bên ngoài khác. Công dụng của viên sủi New Glow C, sử dụng viên sủi New Glow C sẽ có những tác dụng tuyệt vời sau đối với làn da người sử dụng. Kích thích cơ thể sản sinh ra collagen, phục hồi làn da, tăng khả năng đàn hồi của da, chống oxy hóa và các gốc tự do bên trong cơ thể phá hủy da. Bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, làm chậm quá trình lão hóa ở da người sử dụng sản phẩm. Giúp làm giảm nếp nhăn và vết chân chim trên da, ngăn ngừa hình thành hắc tố melanin, xóa mờ các vết sạm da. Nám da và tàn nhang, ngăn ngừa mụn và đào thải độc tố ở da hiệu quả, đối tượng sử dụng viên sủi New Glow C. Sản phẩm được sử dụng với những đối tượng có nhu cầu làm đẹp an toàn và tự nhiên, cụ thể. Những phụ nữ có da bị mụn, thâm nám, tàn nhang tấn công, da rẻ bị lão hóa, có nhiều khuyết điểm. Nếp nhăn, vết chân chim, những người có lỗ chân lông to, da nhiều dầu nhờn, muốn cải thiện màu da sáng hơn. Đều màu hơn, người mong muốn có một sản phẩm dưỡng da tiện lợi và nhanh chóng, cách sử dụng New Glow C. Để sử dụng viên sủi New Glow C một cách hiệu quả nhất, bạn cần làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất như sau. Sử dụng 2 tháng đầu, sử dụng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên sau khi ăn cơm, từ tháng thứ 3 trở đi. Mỗi ngày sử dụng 1 viên, sử dụng sau bữa ăn sáng, vì sản phẩm New Glow C ở dạng viên sủi nên sử dụng rất dễ dàng. Chỉ cần thả sản phẩm vào nước, đợi tan hết và uống. New Glow có tốt không? Viên sủi New Glow C được sản xuất ở dạng viên sủi nên có nhiều tiện lợi và hiệu quả hơn so với những sản phẩm dưỡng da thông thường. Sản phẩm viên sủi New Glow C chứa hàm lượng L-glutathione gấp 5 lần so với các dòng sản phẩm khác nên mang đến hiệu quả dưỡng da nhanh chóng. Sản phẩm có thể sử dụng được với nhiều loại da khác nhau, kể cả da nhạy cảm. Giúp cải thiện tình trạng da như mong muốn, có tác dụng kích thích cơ thể sản sinh collagen, đẩy lùi lão hóa và làm trắng da hiệu quả. Sản phẩm được sản xuất với quy trình hiện đại, an toàn, các nguyên liệu đảm bảo chất lượng và được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép sử dụng. Nên khách hàng có thể an tâm sử dụng sản phẩm này để có hiệu quả vượt trội, tác dụng toàn diện trong việc chăm sóc da. Đánh giá của khách hàng về sản phẩm New Glow. Sản phẩm viên sủi New Glow C được nhiều khách hàng tin dùng trong thời gian dài. Trong đó có nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, dưới đây là một số đánh giá của họ về sản phẩm này. Đánh giá của các diễn viên nổi tiếng về sản phẩm New Glow bán ở đâu, giá bao nhiêu. Sản phẩm viên sủi New Glow C hiện đang có giá là 1.695.000 đồng Việt Nam hộp 28 viên. Mức giá này có thể cao thấp tùy vào chính sách bán hàng. Bạn có thể tìm mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc, hay cũng có thể tìm mua trên một số website bán hàng trực tuyến và các sàn thương mại điện tử lớn.
Nhưng dù mua ở đâu, bạn cũng cần lựa chọn những nhà bán hàng uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bài viết trên của blog Trị Bệnh Đãn cung cấp các thông tin cơ bản nhất về viên sủi New Glow C cho bạn. Đây là một sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực làm đẹp da và được nhiều người nổi tiếng tin dùng. Với những thông tin trên đây, hy vọng bạn sẽ chọn được sản phẩm chăm da phù hợp. Với những chia sẻ trên, chúng tôi mong muốn phần nào mang đến bạn những kiến thức để có thể giúp bạn có được những kiến thức để có thể chọn mua được những sản phẩm chất lượng phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bạn. Blog Trị Bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.